Xin kính chào các bậc phụ huynh, chào các bé. Trong chương trình Vui học cùng con tại nhà, hôm nay cô và các bậc phụ huynh cùng hướng dẫn các con làm những con vật ngộ nghĩnh từ những hình tròn. Phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con một hộp keo. Những hình tròn với nhiều kích thước khác nhau được cắt từ bìa cứng, vỏ hộp bánh hay bìa cắt tông. Và bây giờ cô và các bậc phụ huynh cùng hướng dẫn các con làm con ong từ những hình tròn. Phụ huynh hãy cho trẻ nói tên và màu sắc của hình. Để làm được con ong, phụ huynh cho trẻ sử dụng keo để dán. Phụ huynh hướng dẫn trẻ dán xen kẽ một hình tròn màu vàng đến một hình tròn màu đỏ. Cứ lần lượt như vậy cho đến hết. Sau đó, phụ huynh hướng dẫn trẻ làm râu và đuôi của con ong. Phụ huynh cho trẻ dán hai hình tròn vào thân con ong để làm cánh. Cuối cùng, cho trẻ sử dụng hai hình tròn nhỏ nắm mắt và sử dụng một nửa hình tròn để nắm miệng con ong. Với những hình tròn to nhỏ khác nhau, phụ huynh hướng dẫn các con làm con ốc sên. Với hình tròn to nhất, phụ huynh cho các con gập hình tròn làm đôi để tạo thành thân của con ốc sên. Tiếp theo, phụ huynh cho các con dán chồng các hình tròn còn lại, lần lượt từ hình tròn to nhất cho đến hình tròn bé nhất để tạo thành vỏ của con ốc sên. Phụ huynh cho trẻ sử dụng hai hình tròn nhỏ để làm mắt của con ốc sên. Vừa rồi, cô và các bậc phụ huynh đã cùng hướng dẫn các con làm con ong, còn ốc sên từ những hình tròn với nhiều kích thước khác nhau. Phụ huynh có thể hướng dẫn các con làm con cua, con cá từ những hình tròn đó. Chúc cho các bậc phụ huynh và các con có những buổi vui học tại nhà thật vui vẻ và bổ ích. Xin chào!